mà mọi người có thấy em lắc lư giữa không trung không? Mà nó ghê lắm kìa. Ghê lắm. Nó làm gì nè, ví dụ nó xuống không? Cảm giác mình nó phải con người luôn á. Gió giông nhiều. Trời ơi, gió giông quá. Trời rồi. Gió giông nhiều. Trời ơi, gió giông quá. Bây giờ anh còn đủ sức chơi một trò chơi dưới nước nữa không? Chơi chứ, trời ơi. Có chơi là chơi hết. Gì cũng được luôn. Được, gì cũng được hết á. Biển sau có đủ quần xịt. Chưa đuối đâu. Cũng may là khoảng thời gian đây là cũng đã tập thể dục thể thao lại để mình có thêm sức khỏe. Nhưng mà mình không nghĩ rằng là ngày hôm nay mình tham gia chương trình ẩm thực. Là mình nghĩ là cứ nấu ăn rồi chứ đó nó nhẹ nhàng, không nghĩ là chơi trò chơi vật lộn tới vậy luôn á. Mà ban đầu người ta có yêu cầu mình vật lộn nữa, tại mình chỉ ăn gian mà vật lộn. Rồi mình tự làm cực mình. Phi hết tầm sức bài mưu tính kế mà. Anh thấy sao về sức mạnh của hai đàn anh của mình ạ? À? Trời ơi mạnh chứ, quá trời mạnh. Vậy thì cái lúc mà hướng mặt hoài không té. Chơi không? Chơi không? À được được, muốn phải không? Em phải cô. Mình chơi vớt cái dừa. Chơi cho chụp lén vậy. Rồi. Hương hoài mà giật hoài không té. Còn anh Lê Nhân là anh coi như là cái thai anh to quá nên anh tự trợt anh tự té. Hay là sao lắm. Vinh muốn nói gọi là anh tại vì cái body chắc. Cái người hả? Cái thai cái người ngợm hình nợm anh hả? Tại lấy vô cái không nó chụp được cái kia. Nè nè, anh ngồi đây đúng không? Đây này, chúng em hợp pin nè. Nó quay vậy nè. Ôi giỡn gì vậy? Không, bà lại vậy hả? Nó quay vậy. Nó quay vậy hả? Nó quay cái chuyện cái đồng hồ vậy nè. Ủa chơi hả? Chơi cái thiệt nè. Cô bị ổn. Cách này xin được phép bắt đầu. Cái vòng quay sẽ quay lên. Su Su đọc câu hỏi. Đội nào trả lời được cứ la làng lên đáp án thôi. Okay. Ai nhanh thì được. Và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. Trời ơi không được rồi. Cái này nè. Trời ơi ghê quá. Ờ nó bị xoắn. Nó bị xoắn. Nó quấn cái này. Trời ơi. Đây đỡ ngoài mà. Cái dây của ngoài cuốn như chả giò. Buồn. Vì lý do là ngoại tuổi già sức yếu cho nên là không yếu cái gì hả? Do là còn quá trẻ cho nên không đủ áp lực, do cái máy này xém ép ngoại như khúc bút bía. Nói chung là còn ngoại bị cuộn là giống như chả giò. Cho nên ngoại không ngồi ở trên đó nữa, cho nên ngoại đã xuống đây và đổi thành viên của đội mình là anh Quỳnh Lập lên trên. Thì chúc anh Quỳnh Lập và anh Hưng sẽ thi thật là tốt vòng thi này. Và bây giờ thử thách xin được phép tiếp tục. Thải đi. Quậy, tôi nam quan đi trời ơi. Đâu rồi. Trời ơi.
Nãy giờ mọi người hỏi vậy em không nghe được câu hỏi luôn á. Rồi xuống đi ơi, anh ơi, ơi, trời ơi, vững chắc anh ơi. Ừ em nhẹ lắm, không sao hết á. La nó la mà sợ luôn á. Hay quá Cao ơi. Đúng anh. Mà mọi người có thấy em lắc lư giữa không trung không? Mà nó ghê lắm kìa. Ghê lắm. Nó làm gì nè, ví dụ nó xuống không? Cảm giác mình không phải con người luôn á. Lập ơi, Lập ơi. Dạ. Anh nói thiệt lòng luôn nha, khi mà em ngồi nó anh mừng lắm luôn á. Sao vậy anh? Tại vì em là một người kiến thức rộng, em sẽ thiệt cho nên là em sẽ nhanh chóng. Này cái gì? Tao nói đúng mà. Đúng rồi. Nói sao? Sao cái gì? Cái con quỷ này nó nói rồi. Gì nó nói qua bên này nó có đi nó tới phía tao. Đội chơi cầm lên, cầm lên. Thế là có Cao rồi. Là anh yên tâm sẽ thắng Vũ Hà liền. Nãy trên đó anh không có sợ không? Không có gì sợ, là anh không có còn gì sao? Thật ra là chiều cao không có cái độ cao là không có sợ. Quen hồi là tôi thích. Mà cái độ gắn kết của mình nó làm cho mình sợ. Đúng rồi, sự thô sơ của nó làm cho mình sợ. Xem nó là tao trở thành nó giống như là mực thủy. Mình chưa cái tao mà. Em hiểu là hồi nãy tao đã chày chân rồi thì bây giờ không nói ít y. Nói tao nghi không? Tao thấy nghi là có. Cũng nghi nữa. Ừ. Nghi đâu có đó, đừng có nghi nữa. Nè, lá nó nghi một câu gì đến đầu. Lá nó nghi một câu gì đến đầu. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, đừng có nghi. Nghi được câu không kìa. Cái đầu này giặt được. Biết sao? Nó bay từ trên nó trời, nó bay xuống nhìn nó được cái gì màu hồng đẹp quá vậy ta, là nó đánh dấu lãnh thổ nó liền. Không có, nó ỉa con sông ác. Ác mòn ác miệng như vậy trời. Tí nữa mấy con cú nó qua nó bay vô nó nhổ. Ngoài đừng có nghi vậy nha. Nghe xui xui đến chiều bị quả mổ gì không ta thôi. Sao nặng trời. Sao mà nặng vậy trời. Ta nhìn em lạ lắm, mấy con chim này nó ủa bình thường con người ta cũng bình thường ta. Có yêu quái rồi, không bông qua mơ. Em nhẹ đem lên cho. Có chừng té. Thật ra là có cách đó ha, ngoại dịnh nha. Mấy cái dòng mình quấn ở đó. Two hours later. Cháu xin ngay đây nè bác. Rồi chắc là nó thấy lông lá rồi nè. Quá nữa anh. Đúng lắm. Con ái trong lục bình đó phải không? Mẹ lục bình không? Vậy đó không? Đó. Không, hồi nãy là có dặm đè lên quỳ lên trên một cái bãi. Đó một... đó. Đó, hai mấy cái non xanh xanh kìa. Nó chứ mạch kìa cao cao luôn đó. Tính ra mình nhẹ, mình cũng có ưu thế của cái nhẹ chứ hả? Thấy không? Không chị. Hay thật sự. Cái gì? Em bị con sâu nái nó bắn rồi. Ngứa lắm, nó rần. Cái đồ bóng vậy à? Nhớ ra lấy cái gì kỹ nữa con. Đè cái chân lên trên cái thảm lạm lá sư để pha cái giò luôn. Hết rồi. Ủa, cái này là chợ nổi ha? Dạ đúng rồi, chào các anh trai ha. Đây là tạp hóa Vua Biển, bán những cái đặc sản đậm chất miền Tây. Nguy hiểm. Dựng chơi lơ kịch tính chỗ này đi. Bắt cận từng gương mặt gì nè. Anh quay clip á, mỗi khi mà nhân vật á bị con ma đuổi hoặc là bị chị sát nhân đuổi mà đang trốn á, không nín đâu. Bực ghê, mình rất là bực luôn, hiểu không? Nó không đúng tâm lý, hiểu không? Ai mà phát ra tiếng động như vậy, tức quá luôn á. Thì coi cái phim mà rồi mấy đoạn này nó vô như cái nhà cái ông mà quân nhân mà bị mù mà về. Có bị ngộp thở không? Im lặng, trùng đầu như anh bị ngộp thở kinh khủng luôn. Phải nín thở theo á, không dám thở á. Sợ thở nghe tiếng động. Đây là tạp hóa Vua Biển. Đây là tạp hóa Vua Biển. Cái này là lọc đèn màu đỏ đúng không? Mà nó bay bào thành lọc đèn màu trắng đi ghê quá vậy. Mình làm vậy kiểu mà sợ không còn gì để mất á.
ai đã cùng tôi ngày xưa về câu nguyện ước, ai đã cùng tôi ngày xưa về câu duy chung. Gian đành ra đi, đi mãi không về, còn lại nơi đây son sắng vợ chồng. Các bạn càng ngày càng lên vậy, càng cao vậy. Ngày mình đi dò dòng mưa buồn em, nước mắt môi mềm đôi chân lạnh ngùng một mình quạnh nhiên. Một mình là ba tông như một lần. Có hai chữ mà ba. Ngày mình đi gió giông nhiều. Trời ơi, gió giông quá. Trời ơi, gió giông nhiều. Trời ơi, gió giông quá. Trời ơi. Trời ơi, anh biết em đã bảo rồi. Chưa. Thấy chưa, Nguyên có lỗ bự như thế này là ảnh làm hết đó. Cái gì mà? Cái gì mà? Quê. Đứng ngồi đứng á. Ê, mà đứng ngồi mà đúng cái dưới luôn. Chị nói tiếng Hàn là vô tội. Ôi trời ơi, đứng đây, ôi đó, nghe cái cục rồi đó mọi người. Tự nè. Nó nhúc nhích nữa. Anh cứ nhúc nhích hoài vậy đó. Sao nó gãy lại vậy? Sao mà nó gãy? Sao mà nó gãy? Ủa, nó nghe nè. Gãy lần 4, lần 3. Nó gãy gấp khúc luôn nha. Anh ơi. Thôi, anh ơi. Trời ơi. Nó là cái kết nối của nguyên cái mẹ gì đó. Nó là cái cây chốt. Cây chốt. Trời ơi, nó gãy rồi xong rồi đúng không? Dạ. Bỏ phá hết một cái khu này luôn, quan bàn nữa rồi không? Nãy giờ bị gãy ngoài này là do anh luôn hả? Không phải, đừng, nó lỗi tôi.